Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 16 tháng 10 đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 10 phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi lớn hơn như Trường Sơn, Quảng Bình 344mm, Hướng Linh, Quảng Trị 546mm, Khe Sanh, Quảng Trị 422mm. Các nơi khác ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ sáng ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến từ 400 đến 700mm, có nơi trên 700mm. Ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 400mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo sau ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có thể còn xảy ra mưa lớn kéo dài. Hiện nay, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế vào khu vực Tây Nguyên đang lên, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có dao động. Mực nước lúc 7 giờ ngày 17 tháng 10 trên một số sông như sau. Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 10,5m, trên báo động 1 là 0,5m. Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 7,2m dưới báo động 1. Trên sông Danh tại Mai Hóa là 4,63m dưới báo động 2 0,27m. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,86m, trên báo động 3 là 0,16m. Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 6,34m, trên báo động 3 là 0,34m. Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,08m, dưới báo động 3 là 0,42m. Trên sông Hương tại Kim Long là 2,74m, trên báo động 2 là 0,74m. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,01m, ở mức báo động 2. Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,37m, trên báo động 1, 0,37m. Trên sông Rây Bốc tại Bản Đôn là 171,06m, ở mức báo động 1. Các sông ở Nghệ An và Quảng Ngãi còn dưới mức báo động 1. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có dao động.